trong cái giai đoạn mà từ lúc mà chị thôi ông xã ra tới giờ đó thì mình có tìm hiểu và quen với ai không chị? Quen thì quen vậy thôi chứ chị không có đến với nhau ha, coi như là giống như tìm hiểu bạn bè ha chị. Cưng ơi, chương trình là tìm nửa yêu thương, em xin chào chị tự giới thiệu về cái bản thân của chị đi. Dạ, chị Lê Thị Mộng Cầm, mà chị 48 tuổi. 48 tuổi nha chị. Dạ. Có dạ, chị quê ở đâu chị? Hà Tiên, Giang. Hà Tiên, Kiên Giang. Dạ, Hà Tiên cái đó là thuộc cái đó là Châu Đốc ta hay là nó thuộc tỉnh nào chị? Kiên Bình, Kiên Sơn, Kiên Lương, Kiên Giang. Thì qua chương trình đó thì em cũng rất may mắn là được gặp và kết nối với chị. Thì chị cho em biết là chiều cao và cân nặng của chị là bao nhiêu ký đó chị? Chị 53, chiều cao chị 1m65. Vậy là chị cũng vừa người ha. Dạ, thì chị cho em biết là cái tuổi tác của mình là năm nay nhiêu tuổi đó chị? Chị 48 tuổi, tuổi thìn. 48 tuổi vậy là chị tuổi thìn ha. Dạ. Thì giờ chị biết tới chương trình của em là như thế nào á, đã tìm hiểu á chị có thể nói lên cộng đồng được không? Chị tìm hiểu cưng cũng lâu lắm rồi đó mà chị không biết cái. Dạ, mà giống như trong quá trình tìm hiểu mà chưa có lên chương trình ha, cũng ngại ha chị? Cũng ngại, thành thử cháu nó kết nối giùm chị không biết. Dạ, rồi. Thì chị cho em biết về một chút xíu tình trạng hôn nhân của chị á, như thế nào á, chị chia sẻ lên để cho nữ kia được nghe, được hiểu về chị đó chị. Chị có chồng, thôi chồng. Hai đứa gái, mà chị gả hết rồi. Dạ, rồi chị có giấy độc thân hoặc là giấy tờ, giấy gì không chị? Trong cái giai đoạn mà hôn nhân á. Chị có cái gì? Vậy là hiện bây giờ là chị đang sống độc thân một mình lên. Rồi nhà đó là nhà của mình hay là ở dưới con chị? Không có, chị ở dưới nhỏ em út. Với ba chị ở đây á. Dạ. Rồi chị thôi chồng mình thấy chị có ơn chị đó, gả hai đứa đi hết. Rồi chị về thì chị sống ở đây với mấy đứa em với ba. Dạ. Rồi chị bắt đầu là ly dị chồng là nếu mà tính ra tới năm nay nữa là bao nhiêu năm rồi chị? Chị lúc con gái chị là mới có 3 tuổi mà năm nay nó 20 đó. Không, dạ, vậy là hiện trạng hôn nhân của chị là ly dị chồng năm nay là gần 17 năm rồi, phải không? Mười mấy năm rồi. Nay nó 20 đó. Dạ. Dạ. Thì trong cái giai đoạn mà từ lúc mà chị thôi ông xã ra tới giờ đó thì mình có tìm hiểu và quen với ai không chị? Quen thì quen vậy thôi chứ chị không có đến với nhau ha, coi như là giống như tìm hiểu bạn bè ha chị. Cưng ơi. Dạ. Rồi. Cái chị thì cũng như cái dạng như mà ăn nhậu bê tha hay là cờ bạc số má gặn chơi quên nhà quên cửa đó là chị không thích. Chị là thích lo làm ăn thôi. Khổ khả nào chị cũng chịu, nhưng mà chị là ăn chơi là chị không thích. Dạ, có nghĩa là chị muốn tìm một cái người là giống như là đàng hoàng, không có ăn nhậu, không có giống như không có cờ bạc này kia ha. Không, ăn nhậu thì mình cũng phải cho ăn nhậu, nhưng mà ăn nhậu mà cũng chơi đúng cách, cũng như ăn nhậu ai có đó là chuyện đó, phụ nữ bây giờ cũng có mà, đâu phải mà riêng biệt gì đàn ông. Nhưng mà biết chừng biết mực đó cưng. Dạ. Thì chị nói một chút xíu về cái công chuyện nghề nghiệp của chị á, rồi hiện giờ chị đang làm công việc gì giống như để mình nuôi sống bản thân á chị. Dạ. Thì hồi đó năm trước chị làm ở công ty ở Dũng Hào ở Bình Dương á. Dạ. Rồi
sau này cái chị ta đủ người ta kiểu như mình lớn tuổi đó, người ít việc làm, người ta cho chị nghỉ rồi chị về quê, tới giờ chị không có lên đó nữa. Đó, năm ngoài nay là chị không có đi nữa. Dạ, vậy là có nghĩa là lúc trước là chị làm ở ngoài Bình Dương, rồi từ lúc dịch tới giờ là chị về đây luôn, là coi như là 3 năm rồi hả chị? Chị làm công ty Vũng Hào giày da. Dạ, vậy là chị có nghề may giày da. Rồi hiện bây giờ là chị về quê đó, là cái đó là nhà của mình gốc trước giờ của ông bà mình luôn hay sao chị? Đúng rồi, nhà của em, nhỏ em, cha mẹ đồ mẹ mất rồi, còn cha cha ở đây với em, nhỏ em út á, Dạ. rồi luôn. Dạ. Không có lấy cái gì, tất cả nhà cửa chị giao hết, chị đi ra mình không, ẵm hai đứa con ra đi mình không. Dạ. Rồi, thì chị nói về một chút xíu mà cái ý chung nhân của chị á như thế nào á, chị có thể nào chị tiết lộ lên cộng đồng để cho khán giả được nghe và hiểu để kết nối với chị á chị? Thì chị á, thì nói chung là chị cũng khổ khổ quá nhiều, thành thử ra chị muốn tìm một người mà tự nhiên biết lo làm ăn, biết suy nghĩ đến vợ con, suy nghĩ đến gia đình. Thì người dưới lo làm ăn là được rồi, chứ chị cũng không đòi hỏi gì cho mấy đâu, tại vì mình cũng khổ rồi, mình cũng đâu có gì đâu đòi hỏi người ta. Vậy là rồi cái đối tượng của chị là tìm là cái tuổi tác nó như thế nào chị? Cái độ tuổi là bao nhiêu tuổi tới bao nhiêu tuổi chị? Thì nếu mà chọn tuổi thì chắc năm mấy 60 trở lại thôi, tại vì giờ lớn nữa thì cũng được, mà nhỏ quá cũng đâu được đâu, tầm tầm cỡ chị lớn hơn 5 7 tuổi thì chuyện nó không có thành vấn đề. Dạ, vậy là chị tìm mà đối tượng là từ coi như là 50 đổ lên đi ha, tới 60 đi ha chị, Đó đó. 48 50 đi. Rồi, cái tính tình của cái người đó là chị tìm hiểu là cái người đó như thế nào để phù hợp với chị. Thì chị nói ngay ra, chị là con người của chị thẳng thắn, con người chị thiệt tình lắm. Chị là chị không có ác ý, mà chị cũng không có kiểu như mà hỗn láo hay là mắc dạy hả làm sao. Chị biết nhường trên kẻ dưới, chị cương biết tôn trọng người lớn là trẻ nhỏ. Một cái đó là có tánh đó, là chị muốn tìm người đó là Dạ, nói vậy được mà làm. là chị muốn tìm cái người là giống như là biết biết chuyện ha, chăm thơ lo thương vậy. Rồi chị đã có cần lời hỏi là cái người đàn ông đó là có nhà không có vậy hay là sao, chị nói hết luôn đi cho chia sẻ hết cái tâm tư nguyện vọng chị để đỡ kia nghe cái nói chị. Chị thì bây giờ là nói chung á, là cưng biết chị thôi chồng rồi thì chị cũng về nhà em, chị chở đậu thì không có gì hết trơn á, là chị không có gì hết. Thành thử nếu như mà anh nào mà nhắm thì chị nói rồi, không cần cả nhà cao cửa rộng gì, nhưng mà biết lo lắng làm ăn á, thì cưng biết rồi đó hả? Vợ chồng người ta biết cũng cạn, Dạ. cần cái đó thôi, Rồi đòi hỏi gì chị có cái người đàn ông đó, ví dụ như mà người ta có tính nóng mà gia trưởng kia, chị có chịu quen với người đó không? gia trưởng là chị sợ rồi. Nói chung Gia là trưởng là sợ ha. Vậy là chị muốn cái người đàn ông là giống như anh nói em nghe, em nói là anh nghe ha, hai người nhường nhịn với nhau ha. vợ nói chồng nghe, nếu mà mình sai thì mình nhận sai, không có gì hết. Chị là cái tánh chị như vậy, nếu như mà chị sai thì nói cái đó chị sai, thà chị quỳ xuống chị xin lỗi, chị vẫn quỳ xuống xin lỗi luôn. À, vậy là tính của chị là em thấy là thẳng thắn đó. Còn kiểu như mà sai mà không biết sai mà cứ cãi bướng thì cái đó chị không có. Vậy là em thấy cái tính tình của chị là ok đó. Ví dụ như cái người đàn ông nào mà tìm hiểu chị được là coi như cái người đó là cũng có phước đó. Dạ, chị em thấy chị biết chuyện, cái gương mặt của chị cũng rất là phúc hậu. Chị thì vui tánh lắm cưng, chị vui tánh lắm, thì nói chung ra là chị cũng thích nó chơi, nhưng mà nói chơi là cái mức độ của là nó chơi, chứ chị
quá đa quá đà, mà chị thì không có cờ bạc, không có số má, không có ăn nhậu gì hết. Dạ. Ví dụ như đây là cũng là cái câu hỏi chương trình, ví dụ như người đàn ông đó mà không có nhà mà hai người tìm hiểu với nhau, anh đó anh giỏi thì chị có bằng lòng là giống như là cho ảnh về nhà ở chung luôn rồi cũng cũng ăn, có chịu cái như vậy không? Chị đâu có nhà đâu mà chung. Vậy là bây giờ là giống như câu hỏi của chương trình đó. Nhà với em, chị đâu có nhà đâu. Nói chung Tại là hiện nhau hết. tại chị đang ở chung với À, nhớ em lúc. Để với mẹ. Rồi thở ở đây, rồi ba cũng ở đây, rồi thành thử ra. Nhỏ em mới thấy ơn chị ở mình à, thôi nó cũng kêu vậy để ở với nó. Chị em nó cũng cháu đùm bọc nhau sống thôi. Cái gì? hiện tại bây giờ cái công việc của chị để nuôi sống bản thân, chị nói lên cho luôn để biết thêm thông tin gì vậy? Chị mua cá bán lại á, À, là chị có nghề bán cá. à, mấy đứa em nó đi đặt lú đó, rồi chị căng cá đồng cô có chơi đi qua chợ gạch đục kiếm lời sống. À, em hỏi rồi chị có nghề bán cá rồi, cá gì được không? Ví dụ như bán này kia đó. Thì Chị bằng cá đẹp. trong đó thì cũng có một người ở Phú Quốc, thì anh này Phú Quốc thì cũng nhà ngăn ngay chợ luôn. Sau cái clip này thì có thể là chị nói thì em cũng sẵn sàng cho, tại vì ý định của anh á, anh có nhà Phú Quốc ngay chợ, hai người chị ra chợ bán cá, không đi làm. Thì chị ham đi buôn bán làm lắm, chị phải làm lắm. Cái vụ làm lắm mà cái ăn chơi chồng chứ người đang chơi chị cũng không chịu đâu, thì chị rồi khổ rồi chị cũng sợ. Thì sau cái clip thì em cũng cộng thì có được nhiều anh tìm hiểu chị, thì chuyện trong cái chuyện tình cảm á thì chị phải tìm hiểu à, thì cái này là em cũng không ép buộc hai người đến với nhau, phải tìm hiểu cho kỹ đi, tại bạn để nó lỡ bước nữa cái mất duyên nữa. Sợ lắm, rất là sợ luôn. Nói về một cái chút xíu mà chị nói về một cái chút xíu về cái bản tính của chị đi, có tính nóng hay là sao đó chị? Nói chung thì nóng thì không gọi là nóng mấy đâu, chị cũng biết chế, nhưng mà ưa tự Chị ơi đấy. chị vẫn kiềm chế chứ không phải như mà là dãy đùng đùng lên này kia cái nọ Em xíu chị ơi, đợi đợi xíu. Tính của chị là tôi rồi, chị nói về chị có tật xấu gì không, chị nói về một cái tật xấu của mình đi, tại vì có đẹp thì chị nghĩ xấu chị xấu chị bạn lên đó thì chị nói liền nó hơi dai một chút Vậy là nhưng mà cái tính tình thì nguội á mới được ha. rồi nó không thì nóng thiệt tí thì năn nỉ cái À, vậy là có nghĩa là mau ngồi, nói chung là biết nuông chiều phụ nữ mới được, giống như là phải thương là cự lại là không được. không mà chị thấy cự lại là chị bỏ đi Chị giặt qua đi ha. Chị có ưa khóc nhà không? hả? Chị có ưa khóc không? Chị khóc hay lắm, nói chị là nếu mà nói với chị mà kiểu nói chị không trả lời. Chị khóc nha. Chửi chị cũng được thì thôi. À, chị nói về tại chị có biệt tật. Nghĩ chị thì cũng chịu cực chịu khổ
thì không biết cái tại ra sao luôn, nếu mà ai làm đấy, dạ, ai muốn là... làm chị cũng làm được. Dạ. Thì chị cũng làm ha, nói chung là khó, tánh chị chịu khó. Khó. Thì em hy vọng là cái clip này đăng lên cũng sẽ có nhiều anh kết nối với chị. Thì rất là cũng phúc hậu, cũng hy vọng kết nối ra được cho một cái ông anh kia. Thì hôm qua cũng mới lên gì thì anh cũng thiệt tình, cây xanh đó thì anh cũng có nhà chợ, thì nhà bán cá thì ra chợ bán luôn đó, nhưng mà tiện đôi đường mà anh cũng con cái gia đình kia cũng có gia đình hết rồi, ảnh hiện giờ ảnh cũng thì em cũng hy vọng là clip này ảnh sẽ dòm được là chị, thì có thể là kết nối thì nói chung không kỹ nhé chị. Rồi rồi, ok. Cái clip này thì chị có nhắn nhủ không, ví dụ cho nửa kia nghe chị nói những hết giọng của chị đấy. Thì sẵn đây chị cũng nói chung ra là nói chuyện mấy thì chắc chị không biết nói gì mấy đâu, nhưng mà chị có sao thì chị nói vậy thôi. Dạ. Chứ chị cũng rất là vui vẻ và đồng cũng rất là thông cảm cho mọi người. Dạ. Nhưng mà chị cũng quá trời khổ rồi, thành thử ra cũng mong một anh nào đó mà chấp nhận yêu thương đến với nhau lo làm ăn tới già tới chết, thì cái cực thì ai mà không có ha. Thành thử ra chị mong á là có một canh biết lo làm ăn, biết vợ con chia chung ra là cái buồn đau khổ nhau. Dạ. Chị không đòi hỏi gì đâu, chị khổ rồi chị không dám đòi hỏi, tính chị kẻ mà cũng chị chẳng trên nhưng biết điều biết chuyện. Dạ. Thì cầu chúc cho chị á, thì em thấy chị cũng có nghề buôn bán, thì nói chung hai vợ chồng mà nếu mà về làm thì nó sẽ kinh tế nó cũng mau, thì em cũng chúc cho chị là mau thì mà cái người mà hợp với mình để thủ hỷ thế chiều ha chị. Rồi nếu được chị cảm ơn. Thôi dạ, cũng xin phép không được rồi, em chúc cho chị là được lửa hạnh phúc cuộc đời. Rồi em bye bye cưng. Dạ thôi em cảm ơn chị, kết thúc. Yeah.